20 năm sau khi Victoria trở thành nữ hoàng, Anh đã tổ chức một sự kiện vô cùng ấn tượng. Vào ngày 22 tháng 6 năm 1897, quốc gia này tổ chức đại lễ kim cương cho nữ hoàng. Victoria được biết đến là người trị vì lâu nhất trong lịch sử Anh. Kể từ khi triều đại của Victoria bắt đầu vào năm 1837, đế quốc Anh đã phát triển thành một nước đế quốc hùng mạnh và rộng lớn nhất thế giới. Vào năm 1897, Victoria đã cai trị hơn 370 triệu thân dân trên toàn cầu. Và tất nhiên, trong số đó phải kể đến viên ngọc Ấn Độ. Rõ ràng Ấn Độ không chỉ mang tới uy tín và sự giàu có cho đế quốc Anh, mà còn đảm nhận một nhiệm vụ cũng rất quan trọng. Nó sẽ giúp nước Anh có cơ hội thể hiện cho các quốc gia khác thấy chủ nghĩa đế quốc là như thế nào. Đại lễ kim cương của Victoria thật sự là một lý do tuyệt vời cho sự khích lệ những lý tưởng đế quốc của Anh về sự công bằng, công lý và danh dự. Hầu như việc Anh đã xâm lược các quốc gia khác hay việc chiếm được Ấn Độ đã phải trả giá bằng các cuộc chiến đẫm máu để chống lại các cuộc kháng chiến thì lại ít được đề cập tới. Cuốn lịch sử Vương triều Victoria này đã được xuất bản vào năm 1897 và tác giả của nó đã mang câu chuyện về đế quốc tới hiện tại. Ông tuyên bố rằng tất cả những người Ấn Độ tham dự đại lễ kim cương ở London đều rất vui mừng vì có mặt ở đó. Và hơn nữa, họ còn thay mặt những người Ấn Độ ở quê nhà hưởng niềm hạnh phúc này. Ông ấy đã viết, mọi người đều cảm thấy họ là đại diện cho hàng nghìn người luôn sẵn sàng dấn thân vào nguy hiểm để hướng về nước mẹ và nữ hoàng. Ông ấy đã nói rằng đại lễ kim cương cũng đã đánh dấu đỉnh cao của lý tưởng đế quốc. Hiện tại bạn có thể nghĩ rằng điều đó thật vô nghĩa, nhưng hầu hết người thời Victoria đều hết mực tin tưởng Ấn Độ được xem như một viên ngọc quý trên vương miện của một đế quốc tuyệt vời. Viên ngọc quý đó đã được chế tác tỉ mỉ từ năm 1858 khi Anh chính thức cai trị Ấn Độ. Bản thân nữ hoàng Victoria cũng đã tuyên bố về sứ mệnh của chế độ mới. Nước Anh chúng tôi từ giờ sẽ hết lòng tôn trọng những người dân Ấn Độ. Ấn Độ cũng sẽ chia sẻ tất cả các lợi ích để tạo nên một quốc đảo nhỏ bé tuyệt vời của chúng ta. Một lịch sử xâm lấn và khai thác đầy bạo tàn đã được đúc thành một câu chuyện vẻ vang về đế quốc. Nó đã bắt đầu tại Kolkata này, nơi người Anh đã tạo nên căn cứ Ấn Độ của họ vào cuối thế kỷ 18. Nhìn vào bản đồ Ấn Độ, có thể bạn nghĩ rằng Kolkata hay Calcutta từng được biết tới là một nơi đầy thú vị để chọn trở thành thủ đô của đế quốc. Nó không phải là một nơi trung tâm giống như thành phố cổ Delhi, một địa điểm thuận lợi để thống trị cả tiểu lục địa. Nhưng khi người Anh lần đầu thiết lập cửa hàng ở đây vào thế kỷ 18, họ hoàn toàn không có ý định thống trị tiểu lục địa này. Họ tới đây chỉ để làm giàu thông qua thương mại và Calcutta trở thành địa điểm hoàn hảo với họ. Sông Hooghly của Calcutta chảy ra vịnh Bengal và trở thành tuyến đường biển thuận lợi mang hàng hóa trở về Anh. Tuy nhiên, những người Anh đầu tiên tới khai thác sự giàu có của Ấn Độ không phải là thành viên của thể chế hiện tại, họ chỉ là những thương nhân kiếm tiền và cướp tiền. Họ là nhân viên của một công ty đa quốc gia khổng lồ có tên Công ty Đông Ấn Anh. Các thương nhân của công ty Đông Ấn lần đầu tới Ấn Độ năm 1615 khi Elizabeth đệ nhất còn đang trị vì. Hợp tác với các giới chức địa phương, những lái buôn này đã kiếm được một chỗ đứng ở Calcutta và bắt đầu thống trị thương mại ở khu vực này. Công ty tư nhân này không có tham vọng đế quốc và tất nhiên cũng không có sứ mệnh khai hóa văn minh. Với họ, Ấn Độ đơn giản chỉ là một cỗ máy hái ra tiền. Dựa vào các thỏa thuận thương mại với những người cai trị địa phương, những nhân viên của công ty này đã khai thác tất cả sự giàu có của Ấn Độ như lụa, vải bông, trà hay gia vị. Nhóm thương nhân này không dừng lại ở việc theo đuổi sự giàu có. Với luật chơi riêng của họ, họ bội ước các thỏa thuận thương mại, xem thường các nhà cai trị địa phương. Và khi không còn cách nào khác, họ dùng tới bạo lực.
Với những phương thức kinh doanh sắc bén, dường như họ cũng không thua kém các tên cướp biển ngày nay. Tuy nhiên, công ty này không bao giờ xem họ là những thương nhân khát máu và tham lam. Họ là những người Anh và tự hào với nguồn gốc danh giá này. Tên gọi chính thức của công ty đã cho thấy điều này. Họ tự gọi mình là công ty danh dự Đông Ấn. Họ đã đi những bước dài để kiến thiết nên một diện mạo của sự tôn trọng nước Anh. Và họ đã xây nên những tượng đài như thế này, một bản sao gần như chính xác của nhà thờ St. Martin in the Fields ở quảng trường Trafalgar. Thực tế, nhà thờ St. John cũng là những phòng hội đồng đầu tiên của công ty Đông Ấn, nơi những thương nhân Anh Ấn có thể thảo luận những lợi ích thực sự của họ, đó là kiếm tiền. Và họ đã thực sự thành công. Cho tới cuối thế kỷ 18, họ giống như những người cai trị độc lập nhiều khu vực rộng lớn của Ấn Độ. Họ cũng có quân đội riêng là những người lính Ấn Độ, hay còn gọi là Sepoy. Dù công ty có ngày càng lớn mạnh, nhưng nó vẫn giữ được những tiền đề với từ khóa danh dự. Nhưng trong bức tranh về St. John của họa sĩ vẽ chân dung Johann Zoffany còn cho thấy một cái nhìn sâu sắc khác. Jenata này, chúng ta đang ở trong một nhà thờ Thiên Chúa giáo ư? Đúng vậy, chúng ta đang xem bức tranh bữa ăn cuối cùng. Dường như nó không có gì đáng ngạc nhiên. Đúng là không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc Chúa Giêsu và tất cả những người có mặt ở đây đều là những thành viên của xã hội Anh, Ấn, ở Calcutta vào cuối thế kỷ 18. Nói vậy thì những người được vẽ trong này đều có thật. Đúng vậy, Chúa Giêsu ở giữa này là một vị giám mục người Hy Lạp có tên cha Parthenio. Bên trái ông ấy, nhân vật nữ này, thực chất là một trung sĩ cảnh sát Calcutta cuối thế kỷ 18, có tên là V.C. Blackwell. Người này là một người đàn ông mặc quần áo phụ nữ. Anh ta cũng rất nổi tiếng vì luôn rình rập và vây bắt tội phạm khi ăn mặc như một phụ nữ. Đợi đã, ông vừa nói rằng St. John là một cảnh sát ái nam ái nữ sao? Đúng vậy, đó là chút hài hước mà Zoffany đã thể hiện ở đây, có chút hơi ngông cuồng. Thế còn ai khác nữa? Người đàn ông để râu phía bên phải phía trước với chiếc dao găm ở eo là Judas. Nhưng thực chất, ông ta là một nhà đấu giá tên là William Tudor. Ông ta trông không mấy vui vẻ. Ông ta có vẻ đang tức giận khi vào vai Judas. Tất cả những người còn lại đều là các nhân viên của công ty, đầy quyền lực và có tầm ảnh hưởng. Đây chẳng phải đã xúc phạm thánh thần sao? Những người này có vẻ đã quá ngạo mạn khi miêu tả bản thân như một tông đồ. Tôi đoán bà sẽ nói như vậy. Nhưng sự kiêu ngạo đó xuất phát từ sức mạnh thực sự của những người này, bởi họ không chỉ làm ra tiền mà họ đứng đằng sau lũng đoạn chính trị và hành chính ở đây. Họ tự nhận bản thân là công ty danh dự Đông Ấn. Đúng vậy, nhưng với quan điểm của chúng ta, họ hoàn toàn không có danh dự. Anh giải thích thế nào về điều này? Vâng, đó chính là một phần của sự tự nhận thức về bản thân mà người Anh tạo ra cho chính họ, để công ty có một diện mạo tốt, hay thực chất để phục vụ mục đích kinh doanh và kiếm tiền. Họ thực sự đã được những trí thức có tầm ảnh hưởng thời đó, như David Hume, miêu tả như những người rất có danh dự, những tuyển tập về lịch sử Anh của David Hume, khắc họa về sự danh giá của những người nắm giữ các giá trị của nước Anh này. Trong một cuốn sách nào đó của Hume đã thực sự nói rằng lý do khiến những người này có thể chuyển đổi nhanh chóng từ một công ty thương mại thành một thể chế chính trị quyền lực, đó chính là sức mạnh về nhân phẩm. Với sự ủng hộ của David Hume, những nhân viên của công ty này đã quản lý thuộc địa Ấn Độ mà dường như không có trách nhiệm giải trình. Chính phủ Anh vẫn rất hài lòng, miễn sao tiền cứ tiếp tục nhiều lên, bởi công ty Đông Ấn Anh đã đóng góp cho nền kinh tế Anh khoảng 67 tỷ bảng Anh mỗi năm. Nhưng không phải ai cũng hài lòng với điều đó. Năm 1756, người cai trị vùng Bengal, Sira Udalua, đã lãnh đạo một cuộc nổi dậy chống lại công ty Đông Ấn. Ông ta đã chiếm lấy Calcutta và nhốt một nhóm nhân viên của công ty này trong một nhà tù nhỏ xíu gọi là Black Hole. Rất nhiều người đã chết vì ngạt thở. Sau khi tuyên bố sự kiện này giống như một cuộc tấn công man dợ vào nước Anh, chính phủ Anh đã cùng với công ty Đông Ấn tiến hành một cuộc trả thù đẫm máu, và Black Hole ở Calcutta vì thế mà được ghi vào sử sách. Để tưởng nhớ 123 người đã chết trong nhà tù Black Hole. Giờ những người Anh đều biết tới Black Hole của Calcutta, nhưng thực sự nó là gì? Người duy nhất còn sống sót, cũng như còn ký ức về nó, là một tướng Anh đã từng ở đó, có tên là John Howell.
Ông ấy còn nhớ những gì về nó? John Howell còn nhớ khá chi tiết về lúc đó. Tôi có trích dẫn từ tạp chí Chambers Edinburgh ở đây. Đó là một câu trích dẫn của Howell. Ngay sau khi bị giam giữ, mồ hôi liên tục chảy ra. Rồi sau đó, nhanh chóng xuất hiện cảm giác khát khô cổ, tiếp đến là những cơn đau dữ dội nơi lồng ngực, tiếp theo là cảm giác khó thở, và cuối cùng là ngạt thở. Câu chuyện mà ông ấy kể thật đen tối và khủng khiếp. Đúng vậy, nó thật sự khủng khiếp, nhưng điều mà chúng ta biết vào lúc đó, nó phù hợp với một câu chuyện của người Anh. Bởi vậy, họ không chỉ tàn sát người bản địa, mà sự trừng phạt của họ còn phải cực kỳ tàn nhẫn và dã man, tương đương với sự bạo tàn mà người Ấn Độ đã làm trước đó. Hơn hai thế kỷ sau đó, vào những năm 1960, những nhà sử gia Ấn Độ đã lần đầu tiên bắt đầu nghi ngờ về những lời kể của Howell. Và người đầu tiên nghi ngờ chính là một sử gia tên là Rishi Masuda, người đã viết một cuốn sách vào năm 1962. Ở đó nêu ra hai câu hỏi. Một là nếu cái nhà tù tối thui và chật hẹp như thế, thì làm thế nào mà Howell có thể viết ra những miêu tả chi tiết khủng khiếp và dã man đến vậy? Thứ hai là nếu căn phòng đó nhỏ đến thế, thì làm thế nào có thể nhồi nhét tới 146 người trong đó? Thậm chí, nếu Howell đúng là mọi người chết vì ngạt thở, thì con số này cũng không thể nhiều hơn 60 hoặc 70 người. Chúng ta không biết, nhưng Masuda cũng chỉ là một nhà sử học theo chủ nghĩa dân tộc. Vì thế, những lập luận của ông ấy cũng có thể mang tính chủ quan. Liệu có phải ông ấy đang cố khiến người Anh trở nên xấu xa, giống như đang nói dối? Đúng vậy, xoa dịu sự thật ư, nhưng chúng ta không hề biết cái sự thực thực sự đó là gì. Vào thời điểm đó, sự thực về những gì đã xảy ra ở nhà tù Black Hole không có nghĩa lý gì với công ty Đông Ấn hay chính phủ Anh. Họ đơn giản muốn giành lại quyền kiểm soát. Vì thế vẽ nên một câu chuyện kinh dị là rất hữu ích để có được sự ủng hộ ở quê nhà. Và khi công ty Đông Ấn, dưới sự điều hành của tướng Robert Clive, tiến hành cuộc trả thù, quân đội của Clive đã được tăng cường sức mạnh với sự hỗ trợ từ chính phủ và quân đội Anh. Clive đã chiến thắng, ông ta được coi như huân tước và trở nên bất tử trong các câu chuyện về thuộc địa. Hiện giờ ông ấy được biết tới như Clive của Ấn Độ. Nhưng niềm tin của người Anh dành cho công ty Đông Ấn đã bị lung lay. Vấn đề là công ty đã phải dừng việc làm ăn, việc tái thiết lập quyền kiểm soát Calcutta và các cuộc diễn tập quân sự khác của Clive đã tiêu tốn rất nhiều tiền. Công ty đã phải vay rất nhiều tiền từ chính phủ Anh và những người Anh đã tự hỏi như vậy có đáng hay không? Vị thế danh dự của công ty đã bị lung lay. Trong khi chính phủ Anh đang phải huy động, cung cấp hàng triệu bảng Anh, thì những thành viên của công ty như Clive lại đang làm giàu và vứt tiền qua cửa sổ. Đối với nhiều người, những người của công ty không còn được xem là nhân vật kiệt xuất của nước Anh, mà trở nên giống với các bạo chúa phương Đông, tham nhũng và lạm quyền. Clive đã tích lũy được một khối tài sản lên tới 4 triệu bảng Anh. Nó đã lập tức khiến ông ta trở thành một trong những người giàu nhất nước Anh. Nhưng ông ta không hề đơn độc, còn có những cựu thành viên khác của công ty Đông Ấn trở về quê hương với những khoản tiền cách xù và sẵn sàng để dùng nó mua lấy đất đai và quyền lực. Đây là tòa nhà Sezincourt ở Gloucestershire, được một thành viên của công ty, đại tá John Cockerell, mua vào năm 1975. Sau khi ông này chết, nó đã được tô điểm thêm với một diện mạo kiểu Ấn Độ, cực kỳ xa hoa, bởi những người anh em của ông ta cũng đồng thời là thành viên của công ty, Shark và Samuel. Gia đình Cockerell đã tạo nên một phiên bản thu nhỏ của Ấn Độ ở giữa Cotswolds. Nhìn từ bên trong, ngôi nhà trông giống như một biệt thự Palladia. Nhưng nếu nhìn từ phía ngoài, nó như đang khoác lên diện mạo của đế quốc Mughal huyền thoại. Ở đây có những yếu tố kiến trúc Hồi giáo như mái vòm màu xanh lá ở trên đỉnh, những tòa tháp và cả những mái hiên nhô ra rất độc đáo. Nhưng bên cạnh đó, nó cũng có những yếu tố kiến trúc Hindu giáo như các cột hình bát giác ở hai bên cửa và ở phía trên đầu cột có trang trí một bông hoa sen.
Nhưng nếu nhìn lên phía trên, chúng ta lại phát hiện một điều khá hài hước ở các góc phía trên mái vòm, đó là những quốc kỳ Union Jacks. Với việc pha trộn những yếu tố Hồi giáo và đạo Hindu, một khách tham quan đến từ Ấn Độ có lẽ chỉ thấy nơi này hơi kỳ lạ. Nhưng đối với những người láng giềng Gloucestershire, chắc hẳn sẽ thấy rằng nơi đây hoàn toàn xa lạ với họ. Giống như những thành viên của công ty, gia đình Cockerell quay về quê hương với ảo tưởng về một cuộc sống vương quyền phù hợp với khối tài sản của họ. Thế nhưng đối với những người dân ở đây, những người này giờ chỉ như những kẻ tham nhũng. Trên báo, họ thậm chí còn bị họa sĩ vẽ truyện tranh James Surrey châm biếm và dàn nhãn như những quan quái thú ở Ấn Độ. Nó là cách gọi được xuyên tạc từ Nawab, nghĩa là nhà cai trị Ấn Độ. Andrea này có vấn đề gì đối với những thành viên của công ty Đông Ấn khi quay trở lại Anh vậy? Tại sao họ lại bị ghét như thế? Một phần là do có sự ganh ghét về độ giàu có, bởi những người này trở về với khối tài sản lớn, họ mua vị thế trong xã hội và tiêu tiền không tiếc tay. Nhưng họ còn muốn nhiều hơn thế, và mối quan tâm chính ở đây đó là làm thế nào họ kiếm được nhiều như vậy. Ví dụ như khi chúng ta nhìn vào bức tranh này, nó sẽ cho thấy một hình tượng một quan quái thú Ấn Độ điển hình. Đó là ông ta ôm khư khư túi tiền của mình khi đi qua một biển đầy xác chết của người Ấn Độ. Mỗi tay ông ấy cầm tới 4 triệu bảng. Ông ấy chỉ quan tâm tới sự giàu có sao? Chính xác là như vậy. Mặc dù nhìn thấy những người Ấn Độ đang chìm dần xuống nước, nhưng thật sự ông ta chỉ quan tâm tới việc không để đôi giày bị ướt ư. Đối với những người này, mối quan tâm của họ trong thời gian ở Ấn Độ chỉ đơn giản là lợi nhuận. Do đó nhiều người lo ngại rằng những đồng tiền đó có được là thông qua những phi vụ buôn bán lừa gạt, tham nhũng, tống tiền, đầu cơ trục lợi, và tất cả những mánh khóe đó đều được xem giống như cướp bóc, chứ không phải làm ăn chân chính. Vậy giới chính trị Anh đã đấu tranh chống lại điều đó như thế nào? Họ đã đấu tranh lại bằng cách buộc tội vị thống đốc Warren Hastings. Chúng ta có thể thấy ở đây là bộ phim hoạt hình chính trị nổi tiếng thời đó, cho thấy những đối thủ chính trị như Edmund Burke và Jack James đã hợp lực để hạ bệ Warren Hastings. Đây là Warren Hastings, một người phương Tây cai trị vùng Bengal, trong bộ quần áo và khăn xếp của người Ấn Độ. Ông ta đeo một đôi dép lê nhỏ và đang cưỡi trên một sinh vật kỳ lạ. Đó là một con lạc đà, trông không giống lắm, chắc là một con lạc đà cách điệu. Thời điểm đó, ông ta đang là đại diện cho công ty Đông Ấn, đúng không? Đúng vậy, nhưng những mối lo ngại lớn hơn ở đây không phải về con người Hastings, mà là những gì công ty Đông Ấn đang làm và việc cai quản Ấn Độ. Nhưng dĩ nhiên, tất cả những thứ khô khan đó khó có thể thu hút được dư luận và sự quan tâm của công chúng. Và Burke nhận ra rằng, để có được cuộc tranh luận thì cần phải có một mục tiêu, đó chính là Warren Hastings. Xét về mọi phương diện, Hastings tuy không phải là nhân vật đáng ngờ nhất, nhưng ông ta lại là người có tầm ảnh hưởng rất lớn và là vật tế hoàn hảo cho chính phủ Anh. Ông ta bị buộc tội bạo quyền, cướp bóc, tham nhũng và tống tiền. Vụ xét xử đã kéo dài tới 7 năm. Cuối cùng tòa án đã không thể gán hết những tội danh đó lên một người, nên Hastings đã được tha bổng. Nhưng vụ xét xử đó cũng đã có chút thành quả. Công ty Đông Ấn đã bị mất uy tín. Chính phủ đã từng bước kiểm soát tình hình tồi tệ ở Ấn Độ. Trong tương lai, những thành viên của công ty cũng bị kiểm soát. Năm 1784, chính phủ đã thông qua một đạo luật, tiêu đề đầy đủ của nó đã cho thấy rõ ràng về điều mà nó hướng tới. Đó là một đạo luật nhằm để quản lý tốt hơn những công việc của công ty Đông Ấn. Đến cuối thế kỷ 18, chính phủ Anh bắt đầu cho rằng công ty này đang dần thoái hóa và tối nát do ảnh hưởng của tôn giáo bản xứ. Trong đó nguy hiểm nhất là Hindu giáo. Những người Hindu chiếm tới 90% trong tổng số 250 triệu người Ấn Độ. Người Anh gọi đất nước này là Ấn Độ, nhưng thực chất cái tên cổ của quốc gia này là Hindustan. Nó có nghĩa là vùng đất của người Hindu. Kể từ khi người Anh đặt chân tới Ấn Độ, họ đã gặp rất nhiều khó khăn để có thể hiểu về Hindu giáo, với các vị thần và nữ thần chiếm hơn 1 triệu người và chế độ đẳng cấp đầy khó hiểu. Những vị khách đầu tiên vào thế kỷ 18 đã đánh giá cao nó. Ví dụ, nhà sử gia Scotland William Robertson nghĩ rằng Hindu giáo thể hiện sự tinh tế của văn hóa Ấn Độ. Ông ấy đã viết rằng những người Ấn Độ có sự tiến bộ về văn minh hơn hẳn bất kỳ quốc gia nào khác.
Những quan điểm của Robertson đã phản ánh một quan điểm của thế kỷ 18 về văn hóa Ấn Độ như một điều kỳ lạ, hấp dẫn, thậm chí đáng ngợi ca. Nhưng cho tới thế kỷ 19, rất nhiều người Anh đã chửi rủa Hindu giáo. Ví dụ như tập tục cổ đáng ghê sợ là đốt người đàn bà quá sau khi chồng chết. Chính sách của công ty Đông Ấn đó là không bàn luận hay can thiệp vào những niềm tin của người bản địa. Nhưng chính giới Anh hiện giờ lại có một quan điểm rất khác. Các nhà sử học hiện giờ đều khinh rẻ văn hóa Ấn Độ. Thực tế, nó khiến họ cảm thấy khiếp sợ. Ví dụ, James Mill đã từng viết rất nhiều về lịch sử huy hoàng Ấn Độ, nhưng tuyệt nhiên, ông không có bất kỳ một từ tốt đẹp nào về những người Hindu. Ông cho rằng họ có niềm đam mê chống đối xã hội và rất độc ác, nhưng đồng thời cũng là những kẻ hèn nhát. Những người này luôn chạy trốn hiểm nguy với sự lo lắng và háo hức nhiều hơn hẳn bất kỳ ai trên thế giới này. Điều buồn cười ở đây là James Mill chưa từng tới Ấn Độ, và tất nhiên, ông ấy cũng chưa từng gặp một người Hindu. Sau đó, chúng ta có một sử gia theo phái Phúc Âm là Charles Grant. Ông ấy nghĩ rằng những người bản xứ cực kỳ suy đồi, nhưng Grant đã có một giải pháp. Ông ấy cho rằng hãy mang tới cho những người rốt nát đó ánh sáng và tri thức của chúng ta, đặc biệt là những nguyên tắc sáng suốt, trong sáng và tốt đẹp trong tôn giáo. Những trang sử của Grant đã trở thành một cuốn kinh thánh cho những nhà truyền đạo. Tương tự, sách của James Mill cũng trở thành những bộ sách giáo khoa tiêu chuẩn cho tất cả những nhân viên trẻ của công ty khi tới Ấn Độ. Thực tế, Mill đã được đưa trở lại Anh để giám sát việc đào tạo những tân binh mới. Chiến dịch tuyên truyền chống Hindu giáo trong các cuốn sách lịch sử đã giúp biện minh cho sự trừng phạt mà chính phủ Anh dành cho công ty Đông Ấn. Nó cũng mở đường cho sự can thiệp trực tiếp vào các vấn đề của Ấn Độ. Chính phủ Anh tuyên bố rằng họ đang bảo vệ những thành viên của công ty không bị đầu độc bởi những hành vi vô đạo. Vào năm 1811, khi chính phủ Anh cấp phép cho các nhà truyền giáo giao giảng ở Ấn Độ, họ vốn tưởng những người bản xứ sẽ biết ơn sự chuyển đổi sang Kitô giáo này. Nhưng vào năm 1857, viễn tưởng đó đã thổi bùng lên những ngọn lửa. Vào tháng 3 năm đó, cuộc kháng chiến chống Anh đã nổ ra trong quân đội Ấn Độ. Trong 15 tháng sau đó, cuộc chiến đã chứng kiến sự thương vong lớn về dân thường và lực lượng quân đội đối với cả hai bên. Ấn Độ biến thành bể máu, công ty Đông Ấn thì dần rơi vào tan rã. Đây là khẩu Enfield Patton 1853, một loại vũ khí vô cùng tối tân. Nó đã chứng minh được sự hiệu quả trong cuộc chiến tranh Crimean của quân đội Anh. Vậy nên khi quân đội của công ty Đông Ấn cần tới những khẩu súng mới vào năm 1856, nó chính là mẫu mà họ lựa chọn. Nhưng thật không may, họ đã tự cầm súng bắn vào chân mình. Vấn đề nằm ở những chiếc vỏ đạn. Chúng được bôi trơn bằng các loại mỡ động vật như bò và lợn. Để có thể nạp đạn, bạn sẽ phải cắn phần đuôi vỏ đạn như thế này cho thuốc súng lộ ra. Nhưng không phải ai cũng có thể vui vẻ làm điều này. Đa số quân lính của công ty Đông Ấn đều là người Hindu hoặc Hồi giáo, do đó đây là một sự xúc phạm. Bởi với người Hindu, bò là một loài động vật linh thiêng, trong khi người Hồi giáo bị cấm ăn thịt lợn. Khi cuộc nổi dậy ngày càng lan rộng khắp tiểu lục địa này, những chiếc vỏ đạn chính là điều thôi thúc cuộc kháng chiến của người Ấn Độ để chống lại Anh, cũng như thái độ coi thường tôn giáo và văn hóa Ấn Độ của họ. Đối với nhiều quân lính Ấn Độ, những chiếc vỏ đạn rất quan trọng bởi nó là vật hữu hình và hội tụ sự bất mãn của họ. Với việc coi đây chỉ như một cuộc binh biến, một vấn đề quân sự, Anh đang cố gắng kiểm soát tình hình. Giống như sự kiện Black Hole cách đó 100 năm, tình hình có vẻ sẽ là một cuộc trừng phạt mạnh mẽ và nhanh chóng. Nếu có bất kỳ sự chống đối mệnh lệnh nào từ quân lính hay một cuộc binh biến, thì sau đó một cuộc đáp trả đầy bạo tàn là rất hợp lý. Đây là Barrackpore, nằm phía ngoài Calcutta. Trong tiếng Hindi, Barrackpore có nghĩa là thành phố của trại lính.
và vào năm 1857, đây là căn cứ quân sự của công ty Đông Ấn. Cuộc nổi dậy của người Ấn Độ đã bắt đầu ở đây, khi người Anh quyết định xem đây là một cuộc binh biến. Ở đây có bức tượng một người lính Ấn Độ có tên là Mangal Pandey. Người này được cho là đã khởi xướng cuộc nổi dậy. Đó là ngày 29 tháng 3 năm 1857. Anh ta mặc một chiếc áo đỏ, đội mũ, nhưng mặc chiếc quần dhoti truyền thống Ấn Độ thay vì mặc chiếc quần bó chẽn và đi ra khỏi doanh trại. Vậy nửa trên là người Anh, nửa dưới là người Ấn Độ sao? Nó cho thấy sắp có chuyện xảy ra. Sắp có chuyện gì sao? Đó là tôi sẽ nổi dậy chống lại nước Anh. Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Một trong những sĩ quan Anh đi về phía anh ta. Mangal Pandey đã nổ súng bắn nhưng bị trượt. Sĩ quan thứ hai xuất hiện và yêu cầu những sepoy tới giúp họ. Nhưng hầu hết những sepoy Ấn Độ đều không chạy tới giúp. Không một ai tới, kể cả những người lính sepoy khác. Đúng, họ đều không tới. Sau đó sĩ quan thứ ba, cũng chính là vị sĩ quan chỉ huy, xuất hiện. Ông ta ra lệnh những tên lính sepoy chạy ra, nếu không ông ta sẽ bắn họ. Nhưng khi họ chạy tới thì cũng là lúc Mangal cầm súng tự bắn mình. Anh ta đã bị thương rất nặng và bị bắt. Sau đó anh ta bị treo cổ ở chính cây đa này. Tôi thấy đây thật sự giống một cuộc binh biến. Anh ta đã phá vỡ các quy tắc của một người lính. Vâng, trong con mắt của người Anh thì dĩ nhiên là như vậy. Nhưng trong quan điểm của người Ấn Độ thì đó chỉ là hệ quả của sự bóc lột thuộc địa Ấn Độ của người Anh. Tham quan Barrackpore ngày nay với những tàn tích đổ nát của các doanh trại quân đội xung quanh đài tưởng niệm Mangal Pandey, lịch sử song hành cùng những người lính sepoy. Thế nhưng vào năm 1857, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Vào thời điểm đó, người lính chiến đấu cho tự do được chính quyền Anh mô tả như tên côn đồ nghiện ma túy, chống đối mệnh lệnh hay một kẻ cầm đầu cuộc nổi loạn. Khi cuộc chiến đấu lan rộng khắp cả nước, tưởng nhớ Mangal Pandey đã trở thành một câu khẩu hiệu thánh chiến. Và đối với người Anh, Pandey chính là điển hình của một kẻ nổi loạn. Cuộc chém giết của cả hai phe đều rất ác liệt. Đối với người Anh, thời điểm khủng hoảng là vào tháng 6 năm 1957, khi những kẻ nổi dậy Ấn Độ ở Kompon đã giết chết hơn 200 phụ nữ và trẻ con Anh. Sau đó chúng vứt xác những người này xuống giếng. Một lần nữa, người Anh lại nổi điên lên để báo thù. Cảnh tượng tại vụ tàn sát Kompo đã được kể lại nguyên vẹn để kích thích sự bạo tàn của các lực lượng hỗ trợ. Ví dụ như chiếc giày này, nó được tìm thấy gần cái giếng ở Kompo. Vậy nên có một câu chuyện kèm theo, đó là chiếc giày nhỏ đã rơi khỏi chân của một cậu bé bị giết chết khi thi thể của đứa bé này bị ném xuống cái giếng. Đúng là như vậy. Ông có nghĩ đây giống như một loại định đề cho một câu chuyện đặc biệt về những gì đã xảy ra ngày hôm đó không? Tôi chắc chắn sẽ nghĩ như vậy. Nếu đó là giày của một người lính thì sẽ không có được tầm ảnh hưởng như vậy. Nó phải là giày của một đứa trẻ. Nó thật sự là một thứ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhỉ? Nó đánh thẳng vào tâm lý, bởi nó cho biết họ không chỉ tấn công những người đàn ông, mà họ còn tấn công cả những người phụ nữ và trẻ em của chúng ta. Còn có một vật khác cũng liên hệ trực tiếp với sự kiện này, đó là một nhúm tóc có trong bộ sưu tập của chúng tôi. Hãy đọc nhanh dòng chữ này. Mẩu ghi chú nói rằng tóc của hơn 200 phụ nữ và trẻ em bị giết hại. Nhưng chúng tôi còn từng được nghe kể những người vùng cao nguyên Scotland từng tới cái giếng ở Kompo này và thề với bản thân rằng, ứng với mỗi sợi tóc được tìm thấy, sẽ có một kẻ nổi loạn bị giết chết. Ôi Chúa ơi, đó là thông điệp của sự trả thù hay là sự biện minh cho cuộc trả thù? Thông điệp đó đã được minh chứng rất rõ ràng và cuộc trả thù của Anh vô cùng tàn nhẫn. Để cho những người ở quê nhà thấy được điều đó, cuộc tàn sát này sau đó đã được ghi lại bằng hình ảnh. Bức tranh vẽ bằng màu nước này miêu tả những tên nổi loạn bị trừng trị. Họ bị buộc vào miệng pháo và bị bắn tàn xác thành từng mảnh. Vậy là đạn pháo sẽ xuyên thủng qua giữa người họ sao? Nó rất khủng khiếp. Bà có thể thấy trong những bản ghi chép như đầu thì bay lên trên, tay bắn sang hai bên và chân thì rơi xuống phía dưới. Tại sao họ lại bị giết bằng một cách bạo tàn đến như vậy?
Đó chính là cách mà người Mogul đã sử dụng những năm 1600 nhằm trừng phạt những người Hindu. Họ tin rằng cách này sẽ khiến cho họ không có một cơ thể lành lặn sau khi chết để có thể tái sinh. Vậy nên khi bị tàn sát như thế này sẽ đảm bảo họ đã bị giết chết nhiều lần, không chỉ ở kiếp này mà còn là những kiếp sau. Chắc chắn là như vậy. Đó là một trong những lý do tại sao nó lại được vẽ thành tranh, và nó cũng là cách để chứng tỏ uy quyền và thể hiện chiến thắng. Tháng 7 năm 1859, người Anh cuối cùng cũng đã đánh tan cuộc nổi loạn. Ước tính có khoảng 11.000 người Anh và hơn 100.000 người Ấn Độ đã chết. Anh chiến thắng, còn Ấn Độ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Kể từ khi bắt đầu tình trạng bất ổn này, chính phủ Anh đã nhận ra rằng không thể cai trị Ấn Độ chỉ với một lực lượng bạo tàn. Anh cần phải thu phục được trái tim và trí óc của người Ấn Độ. Chính phủ đã quyết định bắt đầu một chương mới về sự cai trị của Anh ở Ấn Độ. Năm 1858, công ty Đông Ấn đã bị xóa sổ. Trước đây, khi chính phủ quyết định can thiệp vào công việc của công ty Đông Ấn, mục đích của họ là xoa dịu các tai tiếng của công ty này. Đôi khi cũng sẽ có vài sự xử phạt nhẹ, nhưng lần này hoàn toàn khác. Đây là một sự thủ tiêu hoàn toàn công ty Đông Ấn. Asset stripping, annihilation of the East India Company. Nó đã lập tức bị tước hết mọi quyền lực. Thống đốc, người đứng đầu công ty này, đã bị đuổi khỏi ngôi nhà nguy nga của ông ta và trục xuất về quê nhà để thay thế bằng một đại diện của chính phủ, đó là Viceroy. Thời đại mới mang tên Raj đã bắt đầu. Và giờ đây, chính phủ phải chứng minh chế độ mới ở Ấn Độ đã thực sự thay đổi và dệt nên một câu chuyện để cho thấy điều đó. Để tránh những cáo buộc tham nhũng hay tư lợi, quyền lực sẽ không được chuyển giao trực tiếp cho Quốc hội. Thay vào đó, nó được trao cho nữ hoàng Victoria. Victoria đã rất hăng hái bắt tay vào việc này. Bà ấy đã công khai tuyên bố với thế giới rằng chế độ mới sẽ quét sạch tất cả những việc làm xấu xa của công ty Đông Ấn cũ. Chúng tôi sẽ tôn trọng các quyền, phẩm giá và danh dự của các quý tộc bản địa. Mọi người thuộc bất kỳ tôn giáo nào đều sẽ được hưởng sự bảo vệ của luật pháp một cách công bằng và bình đẳng. Chúng tôi sẽ tôn trọng phần lãnh thổ mà tổ tiên họ để lại. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi đó là khuyến khích nền công nghiệp của Ấn Độ để thúc đẩy sự phát triển các công trình công cộng và những sự cải tiến. Sự thịnh vượng của họ chính là sức mạnh của chúng tôi. Lời tuyên bố của Victoria là một bước đi xuất sắc. Nó đã biến một cuộc đảo chính trở thành một sứ mệnh cao cả là cải thiện cuộc sống của tất cả người dân Ấn Độ. Tuyên bố này cũng khiến nước Anh không còn dính líu gì tới những hành động tàn bạo của công ty Đông Ấn. Hình ảnh một nước Anh xâm lược giờ đã dần biến mất trong con mắt của người dân Ấn Độ cũng như người dân Anh. Trong hình ảnh của thế kỷ 18, nước Anh mang theo dáng vẻ của một nước đế quốc. Ví dụ nữ hoàng sẽ chỉ cần nói, trang sức, tôi muốn chúng. Thậm chí ngay cả con sư tử cũng nhìn chằm chằm vào chuỗi ngọc trai. Nhưng trong hình ảnh của thế kỷ 19, mọi thứ đã thay đổi. Trong bức tranh, Victoria đang trao tặng thứ gì đó cho thần dân của bà ấy. Hãy nhìn xem, người may mắn này đang được nhận một món quà. Và giống như tiêu đề của bức tranh đó, đây là bí mật đằng sau sự vĩ đại của nước Anh. Tuyên bố sứ mệnh đế quốc mới của Anh rất rõ ràng. Đế quốc này sẽ chịu trách nhiệm đem lại phúc lợi cho những người dân Ấn Độ. Họ sẽ không còn bị nô dịch hay bóc lột, mà thay vào đó được tôn trọng và khen thưởng. Đó là những điều tuyệt vời chưa từng có. Năm 1861, một huy chương hiệp sĩ mới đã được tạo ra, đó là huy chương ngôi sao Ấn Độ. Khi những hoàng tử Ấn Độ được trao tặng huy chương này, vốn tưởng sẽ khiến họ cảm thấy giống như được là một phần của nước Anh. Đồng thời họ cũng được trao một huy chương khác mang hình ảnh của nữ hoàng Victoria. Tuy nhiên, đối với những người Hồi giáo, trong đó có những hoàng tử, những biểu tượng hình người là một sự xúc phạm. Và một lần nữa, người Anh lại không hiểu gì về những người dân Ấn Độ của họ.
Trên thực tế, việc thay thế sự cai trị của công ty Đông Ấn bằng Raj thuộc Anh chỉ là bình mới rượu cũ. Sau lớp vỏ này, chính phủ Anh vẫn tiếp tục khai thác sự giàu có của Ấn Độ. Nhưng thông điệp rằng đế quốc giờ đang khai hóa văn minh đã có ảnh hưởng rất lớn. Năm 1868, tuyên ngôn đế quốc đã có thêm sức nặng với sự xuất hiện của thủ tướng mới, có tên là Benjamin Disraeli. Ông đã đặt ra cụm từ viên ngọc trên vương miện để nhấn mạnh tầm quan trọng của Ấn Độ đối với đế quốc. Disraeli là người rất tham vọng, không chỉ cho riêng bản thân ông ta, mà còn cho cả nước Anh và đế quốc. Ông ta nghĩ rằng Anh không chỉ cần duy trì đế chế của mình, mà còn nên mở rộng nó. Và đối với mục đích này, một người lãnh đạo như nữ hoàng sẽ cực kỳ có ích. Vào năm 1876, Disraeli đã soạn thảo đạo luật hoàng gia. Điều này khiến viên ngọc càng thêm phần lấp lánh. Nữ hoàng Victoria giờ trở thành nữ hoàng Ấn Độ. Đây là một bước đi rất khôn ngoan của Disraeli. Kể từ khi Albert qua đời vào năm 1861, Victoria đã rất đau buồn. Bà đã rút lui khỏi chính trường, khiến cho những thần dân của bà nghĩ rằng bà đã quên mất họ và rũ bỏ mọi trách nhiệm. Thế nhưng giờ đây, bà đã thật sự trở lại. Câu chuyện đế quốc giờ đây được viết tiếp với sự lãnh đạo của một phụ nữ đầy quyền lực, nhưng như một người mẹ. Disraeli cũng rất vui mừng với việc thăng cấp của mình khi Victoria đã giúp ông trở thành bá tước. Nhưng sự lãnh đạo của nữ hoàng đã không nhận được sự tán thành. Rất nhiều người cho rằng danh hiệu nữ hoàng chỉ dành cho chế độ độc tài, nó đi ngược lại những nguyên tắc của chế độ quân chủ lập hiến. Vậy những người dân Ấn Độ đã nghĩ gì? Disraeli và những người ủng hộ cần phải thêu dệt nên một câu chuyện để chứng minh rằng sự thăng cấp của nữ hoàng Victoria là một điều tốt cho nước Anh, Ấn Độ và cả đế quốc. Điều mà họ cần là những buổi lễ, và đó chính xác là điều mà họ đã làm. Lord Lytton, người đại diện mới được tiến cử của nữ hoàng Victoria ở Ấn Độ, cho biết rằng những người Ấn Độ sẽ phát cuồng vì điều đó. Có những sự khác biệt rất lớn về văn hóa, nhưng cả người Anh và người Ấn Độ đều thích thú với các buổi trình diễn và khung cảnh lộng lẫy. Các buổi lễ được tổ chức trên khắp Ấn Độ và có một sự kiện rất ấn tượng. Các buổi lễ không được tổ chức ở Calcutta mà thay vào đó là tại Delhi. Bởi vì đó không chỉ là một buổi tiệc, mà đó là một chiến dịch tuyên truyền khéo léo. Việc lựa chọn Delhi có giá trị biểu tượng cao. Trong nhiều thế kỷ, Delhi luôn được coi là thủ đô của triều đại cầm quyền vĩ đại của Ấn Độ, những người Mughal. Ở đây có rất nhiều tòa nhà tráng lệ cho thấy sức mạnh của họ. Với việc đặt mình vào giữa khung cảnh huy hoàng này, người Anh như đang tuyên bố rằng họ chính là người kế thừa cho một đế quốc hùng mạnh. Delhi cũng đóng một vai trò trung tâm trong cuộc nổi dậy. Những kẻ nổi loạn đã cùng sát cánh bên vị hoàng đế Mughal cuối cùng để chiến đấu ở pháo đài đỏ của ông ta. Bằng cách tổ chức các buổi lễ ở Delhi, người Anh như đang nhắc nhở người Ấn Độ về sự thống trị của mình. Người Anh không thể phủ nhận rằng họ là những kẻ ngoại xâm. Tuy nhiên giờ đây, họ đã nhồi nhét được một thông điệp rằng họ là một đội quân tốt bụng. Để thu hút những người Ấn, toàn bộ sự kiện này được diễn ra dưới hình thức buổi tiếp kiến của Phó Vương Ấn Độ, một truyền thống mà các vị vua Mughal tổ chức buổi chầu với các thần dân của họ. Những buổi lễ chính thức này được đi kèm những lễ hội xa hoa với những cuộc diễu hành âm nhạc sôi động sẽ dẫn tới vị khán giả cuối cùng là nhà vua tại pháo đài của ông ta. Năm 1877, người Anh đã tạo ra một buổi tiếp kiến của riêng mình với sự pha trộn hỗn độn của các yếu tố Ấn Độ và Anh.
Khi buổi tiếp kiến 1877 được tổ chức, mục đích là để lưu giữ nét truyền thống này, nhưng lại khiến nó thay đổi hoàn toàn. Tôi cho rằng buổi tiếp kiến 1877 khiến tôi liên tưởng tới món gà tikka masala. Đó là món tôi đã ăn khi lần đầu tiên đặt chân tới Anh. Thật sao? Nó không phải là một món ăn đặc trưng trong các thực đơn của Ấn Độ cho tới những năm gần đây. Món gà tikka masala đã được tạo ra dựa trên 3 món trong bữa ăn của người Ấn Độ. Thế nhưng nó đã được biến đổi hoàn toàn thành một món ăn không thể nhận ra được. Người Anh đã làm thế nào để phát minh lại truyền thống đó? Ví dụ, những người chơi nhạc cụ Shehnai thường thấy trong các đám rước hoàng gia ở thời Mughal đã được thay thế bởi một dàn kèn nhạc Wagner. Tôi có thể tưởng tượng rằng 88.000 người tham gia sự kiện đó và 63 hoàng tử tới từ nhiều vùng trên khắp Ấn Độ để tham gia tiếp kiến, chắc hẳn chưa bao giờ từng nghe tới nhạc Wagner và rất nhiều thứ khác đã được phát minh. Ví dụ hãy nhìn vào đây này, rất nhiều nhà cai trị địa phương không hề có huy hiệu hay biểu hiệu của riêng họ. Đây hoàn toàn là điều chỉ có trong tưởng tượng. Vậy đây là phù hiệu mới được tạo ra cho nhà cai trị của Hyderabad sao? Chính xác là như vậy. Anh ta rất may mắn khi có được hình một con hổ nhỏ đáng yêu này. Đúng vậy, đây có vẻ rất giống những hình ảnh thời Anglo-Saxon. Bởi truyền thống huy hiệu này là thuộc về Tây Âu. Còn người đàn ông này có cái gì? Đây là Shapur. Anh ta được tặng chim bồ câu ư? Không, đó là chim ưng. Chim ưng ư? Đúng vậy. Cái này giống như một con hổ, nhưng tôi cũng không chắc chắn lắm. Đây lại là một truyền thống được phát minh. Những thứ này đều được phát minh cho buổi tiếp kiến đó. Năm 1877, tiếng nhạc Wagner vang lên khắp mọi nơi. Buổi tiếp kiến đã trở thành một câu chuyện thành công vang dội. Nó được thêu dệt khéo léo tới mức rất ít người để ý tới khoản chi phí khổng lồ bỏ ra vào một thời điểm mà nạn đói đang tàn phá Ấn Độ. Số tiền này có thể cứu sống khoảng 5,5 triệu người Ấn Độ đã chết vì nạn đói. Nhưng nó lại là cực điểm cho câu chuyện. Raj chính là một thời đại mới đầy tuyệt vời của đế quốc. Sự kiện cuối cùng là đọc lời tuyên thệ của nữ hoàng. Chúng tôi tin tưởng rằng những dịp như hiện tại có thể giúp thắt chặt thêm tình cảm gắn bó giữa chúng tôi và những thần dân của chúng tôi, từ những người ở địa vị cao nhất cho tới thấp nhất, đều có thể cảm thấy rằng dưới sự lãnh đạo của chúng tôi, các nguyên tắc tuyệt vời về tự do, bình đẳng và công lý sẽ đảm bảo cuộc sống cho họ. Đó chính là mục tiêu mà đế quốc của chúng tôi hướng tới. Mỗi một hành động đều được báo trước sẽ trở thành một phần trong câu chuyện khai hóa văn minh. Những nhà ga và hệ thống đường sắt sẽ làm hiện đại hóa hoàn toàn một đất nước cổ xưa và thiếu kết nối. Và những cơ sở giáo dục mới sẽ mang tới cho những người dân Ấn Độ cơ hội để thay đổi số phận của họ. Theo quan điểm của sử gia và chính trị gia Thomas Babington Macaulay, giáo dục người bản địa chính là một phần quan trọng trong sứ mệnh của đế quốc. Macaulay nghĩ rằng những học sinh Ấn Độ có thể học lịch sử Anh bởi nó sẽ chỉ cho chúng thấy rằng một xã hội có thể và nên phát triển như thế nào. Anh chính là minh chứng cho hành trình tiến bộ đầy vẻ vang đó. Macaulay lần đầu giới thiệu những chính sách giáo dục của mình là vào những năm 1830. Ông ấy nghĩ khi được giáo dục tốt, những người Ấn Độ không chỉ giúp bản thân trở nên tốt hơn, mà còn có thể giúp người Anh điều hành đất nước. Dĩ nhiên họ cần một nền giáo dục đúng đắn. Đó là Anh, chứ không phải Ấn Độ. Macaulay nghĩ trong những quyển sách viết bằng tiếng Phạn sẽ tìm được rất ít thông tin lịch sử có giá trị, không giống như những gì có thể thấy trong các quyển sách giáo khoa viết bằng tiếng Anh. Do đó, Macaulay tin rằng một người bản địa có thể trở nên hiểu biết và danh giá hơn nếu anh ta học về Milton, Murphy hay Isaac Newton. Mang tới cho người Ấn những cơ hội giáo dục Anh trở thành công trình quan trọng dưới thời cai trị của hoàng gia. Nó là trung tâm cho những hình ảnh tốt đẹp của đế quốc. Thế nhưng đối với người Ấn, chính sách giáo dục mới đã cho thấy những tuyên bố khai hóa văn minh của Anh thực chất chỉ là giả dối.
Những người Ấn Độ, đặc biệt là những người có giáo dục, đã bắt đầu nhận ra rằng họ đang bị lừa dối bởi những tên đế quốc Anh. Bởi trong khi những tuyên bố của nữ hoàng đều nói về bình đẳng, thì thực chất lại có rất nhiều sự phân biệt giữa người Anh và người Ấn trong những công việc mà họ quan tâm. Vậy những người Ấn Độ có học thức, hy vọng được làm công việc gì? Họ muốn được nắm giữ những vị trí quan trọng trong các công việc dân chính. Hơn thế nữa, họ còn muốn giữ được vị trí quan trọng trong lĩnh vực pháp luật, nhưng ở đó luôn có những rào cản. Ví dụ, một thẩm phán Ấn Độ sẽ không được phép xét xử một người châu Âu. Thay vào đó, nó sẽ do một thẩm phán Anh hoặc châu Âu đảm nhận. Vậy là dù khẩu hiệu đế quốc đưa ra rất rõ ràng, nhưng thực tế lại khác. Nó hoàn toàn khác biệt, luôn tồn tại một rào cản vô hình như một giới hạn mà người Ấn Độ không thể vượt qua. Năm 1833, đã có một động thái nhằm xoa dịu sự dạn nứt này. C.P. Ilbert, thành viên của Hội đồng Luật pháp Calcutta, đã đề nghị các thẩm phán Ấn Độ có quyền xét xử các cá nhân người Anh. Nhưng nó không hề được hưởng ứng. Nó làm náo loạn cộng đồng người Anh Ấn, bởi họ cảm thấy rùng mình khi nghĩ tới các phiên tòa xét xử dưới sự điều hành của một thẩm phán da đỏ Ấn Độ. Đã có một cuộc nổi dậy của người da trắng để phản đối dự luật của Ilbert, và cuối cùng dự luật này đã bị đánh bại. Bà có nghĩ rằng thất bại của dự luật này chính là giới hạn chịu đựng cuối cùng đối với những trí thức Ấn Độ? Nó chính xác là như vậy. Đối với rất nhiều trí thức Ấn Độ mới, sự từ chối dự luật của Ilbert chính là bằng chứng cho thấy tuyên bố của Victoria chỉ toàn là lời nói dối. Sứ mệnh đế quốc đã vấp phải khó khăn ở Ấn Độ. Nhưng có một người vẫn giữ niềm tin với câu chuyện về một đế quốc Anh nhân từ. Nữ hoàng của Ấn Độ rất mê món gà tikka. Victoria có lẽ chưa từng đặt chân tới vùng lãnh thổ này, nhưng bà ấy thậm chí đã tạo ra một phần nhỏ của Ấn Độ trên đảo White. Tại nơi nghỉ dưỡng của gia đình Osborne House, bà còn thiết kế một căn phòng kiểu Ấn Độ đặc biệt có tên là phòng tiếp kiến. Nó do những người thợ Ấn Độ xây dựng. Victoria đã không thể tới được Ấn Độ, nhưng với căn phòng mới, Ấn Độ đã đến với bà. Và bà cũng được biết nhiều thông tin về Ấn Độ hơn hầu hết những người dân Anh của mình. Vào cuối thế kỷ 19, hầu hết những người Anh đều chưa từng một lần gặp mặt người Ấn Độ nào. Nhưng ngày càng nhiều người Ấn Độ coi Anh là quê hương của họ. Năm 1889, nhà thờ Hồi giáo đầu tiên đã được xây dựng ở Anh để phục vụ những người Ấn Độ ở thị trấn Woking. Và chính tại đây, tôi đã gặp Shrabani Basu, người nghiên cứu về Abdul Karim, người đã làm bùng cháy niềm đam mê Ấn Độ trong Victoria. Abdul Karim trông thực sự uy nghiêm. Tất cả những huy chương mà ông ấy đang đeo ở đây là gì vậy? Bà ấy đã trao cho ông ta đất đai và rất nhiều danh hiệu. Chính xác là ông ta có tất cả các danh hiệu. Ông ấy thật sự giống như tầng lớp quý tộc. Thoạt nhìn, nếu có thể nói điều gì, thì đó là thật sự rất oai vệ. Và đây là bức ảnh của nữ hoàng Victoria, và còn có một bức ảnh nữ hoàng ở trên bàn. Liệu ông ta có góp phần gì trong việc bà ấy trở thành nữ hoàng của Ấn Độ không? Mọi việc bắt đầu như thế này, ông ta đã được gửi đến làm người hầu bàn cho bà như một món quà kỷ niệm, tức là ông ta sẽ đi theo bà ấy, quan sát và chờ đợi bà ấy. Nhưng mối quan hệ này sau đó đã thay đổi. Chỉ trong vòng một năm, ông ta đã trở thành gia sư của bà, hay còn gọi là Munshi. Trong suốt 13 năm, ông ta đã dạy bà tiếng Urdu, và cho tới cuối đời, nữ hoàng đã có thể đọc và viết được ngôn ngữ này. Bà ấy thích được thể hiện, vậy nên bà đã mời những người hoàng gia từ Ấn Độ tới và giao tiếp bằng tiếng Urdu. Đây có phải là tạp chí riêng của nữ hoàng không? Đây thực sự là bài viết cuối cùng của bà ấy trên tờ tạp chí này. Nó rất cảm động bởi được viết chỉ 2 tháng trước khi bà qua đời, mùng 7 tháng 11 năm 1900 tại lâu đài Windsor. Bà ấy đã viết về thời tiết khi vừa trở về từ Balmoral. Chúng có vẻ không thực sự nói nhiều về chính trị, nghe có vẻ giống chuyện cá nhân thôi. Đúng, những tạp chí này chỉ cho thấy những câu chuyện cá nhân, nhưng chúng ta biết rằng bà ấy thực sự quan tâm tới chính trị Ấn Độ, và điều này đều bắt nguồn từ Abdul, bởi trong những bức
thư bà viết cho văn phòng toàn quyền Ấn Độ Viceroy. Bà ấy đều hỏi chi tiết về những cuộc bạo loạn, căng thẳng giữa Hindu giáo và Hồi giáo. Và thậm chí bà còn gợi ý vài giải pháp. Bà ấy từng nói, những người Hindu có rất nhiều lễ hội. Tại sao họ không thể hoãn lại một trong những lễ hội đó để không đụng độ trong suốt tháng Muharram? Phó tướng Viceroy Lord Lansdowne đã trả lời thư rằng hoãn lại một lễ hội Hindu sẽ giống như thay đổi ngày Giáng sinh vậy. Thay vì chỉ là tượng trưng, Victoria đã thực sự đảm nhận vai trò nữ hoàng Ấn Độ và chính giới Anh không mấy vui vẻ vì điều này. Chứng cuồng Munshi của Victoria đạt tới đỉnh điểm vào năm 1897, một năm sau đại lễ kim cương của bà. Vào ngày kỷ niệm này, Abdul Karim đã được bà coi là một vị khách danh dự. Thậm chí nhiều người còn nhạo báng rằng đây là năm của Munshi. Nhưng không lâu sau đó, mọi thứ đã thay đổi. Năm 1901, nữ hoàng Ấn Độ Victoria qua đời ở tuổi 91 sau 63 năm trị vì. Trong khi đất nước đang đau buồn trước sự ra đi của bà, vì bà đã là người khiến đế quốc Anh trở nên vĩ đại chưa từng có, thì Abdul Karim yêu quý của bà cuối cùng đã bị xử lý. Chính quyền Anh đã tước đi hết mọi danh dự và tặng phẩm của ông ta, rồi đuổi về Ấn Độ. Bước sang thế kỷ 20, đế quốc Anh vẫn rất hùng mạnh. Nhưng câu chuyện về đế quốc thì ngày càng mờ nhạt. Kháng chiến chống Anh của Ấn Độ ngày càng quyết liệt, tới mức nhiều người Anh đã bắt đầu nghi ngờ về những câu chuyện lịch sử của Raj. Một sử gia từng là một người theo chủ nghĩa đế quốc cũng đã phải nói rằng, đối với những dân tộc thuộc địa, cách đối xử của đế quốc Anh là sự pha trộn giữa thiện và ác. Những câu chuyện về Black Hole ở Calcutta và cuộc nổi dậy của Ấn Độ đã được viết lại. Những tên côn đồ của Raj đã biến thành những người anh hùng của phong trào chủ nghĩa dân tộc. Khi Anh từ bỏ sự cai trị Ấn Độ vào ngày 15 tháng 8 năm 1947, Anh đã từ bỏ khoảng 80% dân số, khoảng gần 390 triệu người. Viên ngọc xinh đẹp cũng mãi biến mất. Khi lá cờ mới của Ấn Độ tung bay trên pháo đài đỏ ở Delhi và Thủ tướng Ấn Độ đầu tiên, Pandit Nehru, đã phát biểu, chúng ta sẽ bắt đầu một trang sử mới. Lịch sử đó chính là chúng ta sống và hành động, và không ai khác có thể viết về nó. A richly embroidered chapter in British history was at an end.